Chelsea sẽ phải đối phó với Erling Haaland khi chào đón Man City đến Stamford Bridge. Huấn luyện viên Mauricio Pochettino cũng nhận thức rõ mối đe dọa từ siêu tiền đạo 23 tuổi người ghi 53 bàn sau 53 trận mùa trước và đang ghi 15 bàn sau 17 trận mùa này. Pochettino không ngại đưa ra suy nghĩ của mình về cách tốt nhất để làm chậm chân sút người Na Uy. Bạn cần phải chạy nhanh hơn, thật tập trung để cố gắng đoán trước anh ta sẽ làm gì. Bạn phải xác định rõ mình sẽ phòng ngự như thế nào trong vòng cấm vì anh ta rất cao. Bạn cần phải nhảy trước anh ta. Tuy nhiên, cuối cùng, cách tốt nhất để ngăn chặn Haaland là ngăn Man City đưa bóng cho anh ta. Điều đó có nghĩa Chelsea phải chơi một trận đấu dũng cảm và tập trung. Huấn luyện viên Pochettino đánh giá thêm, tất nhiên đó sẽ là một thử thách. Chúng tôi cần phải cạnh tranh, cố gắng thi đấu hết sức mình. Họ thống trị bóng đá Anh vì họ xứng đáng. Đó là thực tế, chúng ta không thể nói khác. Họ đang đứng đầu vì họ đang thể hiện chất lượng tuyệt vời. Bất kỳ đội bóng nào cũng muốn đánh bại Man City nhưng cuối cùng, họ vẫn là đội làm mọi thứ tốt hơn. Chắc chắn mục tiêu của chúng tôi trong tương lai là dẫn đầu mọi người và cố gắng vô địch Premier League. Nhưng hiện tại, chúng tôi cần phải tỉnh táo, cố gắng chứng tỏ có thể thách thức Man City. Huấn luyện viên Pep Guardiola không ảo tưởng về một diễn biến dễ dàng trước một đội của Mauricio Pochettino.